Hello, xin chào các bạn, mình là Can đây. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cái series làm các bài trong sách luyện thi hoặc thi tập chỉ với Python, bảng bơ, thi kỹ năng lập trình với cấp trung học cơ sở, cọp in STEM. Và trong hôm nay thì chúng ta sẽ làm tiếp những cái bài trong những bài số học, đó chính là bài 2 và bài 3. Bài 2 là bài trừ bài cốn cổ, với bài 3 là bài tính tổng ở Yên Bái năm 2020. Bây giờ chúng ta sẽ làm nè. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm bài đầu tiên là bài 2 từ bài toán cổ được có ở tỉnh Bắc Giang từ năm 2020. Rồi. Thì mình sẽ đọc cái câu hỏi của nó. Thì nhà An có một trang trại lồng rớm. Do sở thích của An nên bố An chỉ nuôi gà và chó. Một hôm bố An đố con gái nhà mình nuôi bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó. Bố An cho biết nha có tổng số gà và số chó là ít con. Ít số con ấy. Do lượng nhiều và khó đếm từng loại nên là An chỉ đếm được tổng số chân của gà và chó là y chân. Là thì em hãy giúp An trả lời cho đố của bố. Và trong đó ta sẽ có dữ liệu vào là được đọc từ file văn bản là toán cổ.inner là sẽ gồm hai số nguyên dương là x y cho một dòng. Đây cái này nè. Mình đã tạo sẵn rồi này. Đây là bài 6 100 nè. Cái nghĩa là cái bên đầu mình đọc được ấy, thì cái bài 6 này sẽ là x. Mà x là số là tổng số con chó và con gà. Còn một không à, đúng rồi. Còn 100 ấy là tổng số chân chó và tổng số chân gà là 100. Và tiếp theo thì phần kết quả chúng ta có in ấy thì nó sẽ ghi ra file văn bản là toán cổ trong L đây, toán cổ trong L đây à. Nó chưa ghi gì đâu do mình chưa lập trình mà. Thì nó chỉ là gồm hai số tương ứng là số gà và số chó đi được. Ví dụ như dây à, ví dụ số 22 mình ghi về sử này đi, 22 này ấy nó chỉ là số, coi cái này nó chỉ là số gà, còn cái đây chỉ là số chó tìm được. Bây giờ cái đối bài yêu cầu chúng ta chỉ dựa vô cái tổng số chó và gà và tổng số chân chó với gà để mà tìm ra được số chó với số gà trong cái vườn trang trại đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nè. Thì giải quyết cái vấn đề chính của cái bài ấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ mở cái file toán cổ trong input. Thì đầu tiên ta sẽ gửi F là gạch ngang enable. Như cái video hồi trước ấy, ta sẽ ghi cái help open và ghi cái tên của toán cổ đó. Đây vậy, toán cổ chấm enable. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái biến để mà đọc cái dòng này nè. Cái dòng này 60 này. Là mình sẽ đặt tên là x đi. S đi. S là bằng coi f enable trong readline. Là cái này khi nó đọc vô ấy thì ở s này ấy nó sẽ bằng, nó sẽ bằng cái dòng này là đây, nó sẽ ở dạng string là 36100 này. Rồi sau đó ấy, thì chúng ta chỉ làm sẽ đỡ phân tách nó ra thành hai cái số thôi, và chỉ nó sang dạng in ấy thì nó sẽ có hai bước. Đầu tiên là phải tách nó ra thành hai cái giá trị riêng biệt. Lúc đó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái ham. Giờ chúng ta sẽ tách nó thành danh sách đi. Để s bằng s trong strip. Đây strip. Rồi vậy thôi. Thì cái lần này sẽ làm gì ấy? Thì nó sẽ phân tách ra từ cái này, cái lần này hồi mình có nói ở cái video hướng dẫn lập trình Python và những cái ham để mà giúp chỉnh sửa những cái giá trị dạng string. Nếu các bạn không biết ấy thì các bạn có thể quay lại cái video trước, nhưng mình đợi ở trên cái phần chữ y ở góc bên phải trên cùng ấy để mình xem nha. Rồi đó nó chỉ đây biến cái lại thành một cái danh sách, phân tách nó ra thành một danh sách dựa vô cái dấu cách này. Nó sẽ thành một cái danh sách gồm có hai phân tử dạng string, đó chính là 36 với lại 100 này. Và sau đó ta sẽ lấy hai cái giá trị đó đưa vô một cái biến, giờ ta sẽ đặt tên biến đó nè.
là A bằng mình không giờ mình đặt tên nó là tổng ấy, là tổng số cho số cái này. Là mình ghi đây S không, cái này các bạn cũng biết rồi, như cái video trước ấy, thì nó sẽ lấy cái giá trị đầu tiên của cái con này như S không ấy, nên là nó sẽ bằng 36 à. Nếu mà mình ghi số 0 ở giữa cái ngạc tròn này thì nó ở đầu kẹp vuông này ấy, nó sẽ lấy giá trị đầu tiên là 36 này. Bởi vì tất cả trong tất cả các danh sách thì cái phần tử đầu tiên nó chỉ được định với cái index nó là 0, nên là cho sự ghi vậy. Và còn tiếp theo là mình đã biến tổng số trong gà số trong vịt đây, mình sẽ ghi trong. Giờ chúng ta sẽ ghi là S bằng 1, là có nghĩa là S1 nó sẽ lấy giá trị của cái phần tử thứ hai, đó chính là 100 ấy. Nhưng mà nó còn chưa chuyển thành dạng string luôn, nó chuyển thành dạng số, đối với chúng ta có thể chỉnh được. Nên chúng ta sẽ đặt, chúng ta sẽ đợi nó trong cái help in này. Và in này thì cũng như trong cái bài 1 dù trong video trước ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta mà chuyển cái đường dạng string sang dạng in, dạng chữ số sang dạng số như rồi đó. Chúng ta sẽ tới cái phần tiếp theo, đó chính là tạo ra, đó chính là phần giải viết và tìm ra cái số gà và số chó. Nghe đọc trước luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra hai biến đổi giữa giá trị của số gà và số chó. Mình sẽ đặt nó là Aber đi, tương ứng với số gà và số chó. Ban đầu ta cứ đặt giá trị nó là bằng 0 đi. Đó, A bằng B bằng 0. Còn tiếp theo, ta sẽ tạo ra một cái danh, một cái vòng lặp. Thì đỡ vòng lặp là sao? Thì đỡ mà giải được bài toán thì ta sẽ sử dụng vòng lặp for. Vì thì đỡ mới giải thích luôn. Thì đầu tiên ta sẽ cho cái A ấy chạy từ 1 tới tổng số gà và số chó để cho dưới dạng cái biến tên tổng ấy. Và với mỗi cái gì A ấy thì ta chỉ có x chữ A là số chó. Là x đó đấy là tổng á, biến tổng á. Là tổng từ A ấy, giả sử ấy, là nó sẽ ra số chó. Rồi từ đó ấy, ta lấy cái số, ta tính ấy, số gà số chó dưới trường hợp mà ta có số con gà số con chó mình đã đặt ra khi mà lấy tổng trừ cho số gà. Lúc đó ta xem thử tổng của số chân gà với số chân chó ở lúc đó nó có bằng tổng số chân gà với số chân chó trong cái biến chân này không. Nếu là nó bằng ấy thì cái số gà với số chó đó là đúng đích thực là số gà với số chó mà chúng ta đã không tìm. Đây chúng ta sẽ tải biến này. Đây for a in range tổng là ta sẽ sao á, thì ta sẽ tạo lên một vòng lặp đặt miếng A từ hay bắt đầu tiếng A chạy từ số 1 tới tổng số gà về chó là từ 1 tới 36 ấy. Đúng rồi. Rồi tiếp theo ấy ta đặt số chân chó là bằng lột số chó chứ lột là bằng tổng chữ A. Rồi đó. Đó là giả sử nha. Rồi ta sẽ tạo ra một cái điều kiện để xem thử khi nó chuyển thành số chân chó với số chân gà thì nó có bằng tổng của số chân chó chân gà ban đầu mà ta đang kiếm không. Thì gà có hai chân này thì ta ghi A nhân 2 rồi cộng thì chó số chó là có 4 chân thì lấy B nhân 4. Đây đây là tổng luôn nha, tổng của số chân gà chân chó mà ta đang chạy. Để ta ghi thêm hai dấu bằng có nghĩa là cái thì ký hiệu được mà biết được hai cái giá trị mà hai giá trị mà nằm ngoài cái hai dấu bằng đó nó có bằng nhiều hay không. Rồi bằng chân thì ta bằng ấy thì ta ghi hàm break có nghĩa là dừng lại vòng lặp. Thì đợi em gì mình sẽ ghi vài câu lần nữa thì nó sẽ hiểu. Chúng ta ghi tiếp là vậy, hình như là chúng ta vẫn tạo cái bên khởi tạo thêm file đúng không ấy. Đợi xíu nhé, từ đây chúng ta đóng lại cái file này đi để cho nó đỡ tốn nguyên liệu, tốn dữ liệu. Đây chấm close à, ta sẽ đóng lại đúng không. Để tiếp theo ấy chỗ đây ta sẽ ghi em gạch ngang output để mà mở ra cái file output tốt của output này. Rồi mà nhờ về đó chúng ta có thể là viết file lên đó.
viết lên cái file đó. Đây, con cổ chấm L đầu phẩy, ta ghi thêm chữ R này như chữ W ấy như trong video trước ấy, thì các bạn muốn các bạn kết hợp với lại xem. Rồi giờ tới chỗ đây đúng không, thì lại ghi là ép cạnh ngang L này à, chấm right. Cái hàm này nó sẽ giúp là ghi cái giá trị 500 ngạc cho vào cái hai và cái file toán khổ chấm output nha. Đối với đây ta sẽ ghi à, và ta biết là ta đang cần kiểu 24 hay 11 nha, là số gà và số chó. Đây số gà in ra trước và số chó ở sau cùng, và nó sẽ cắt bằng dấu cách và ở trong một dòng thôi đó. Bây giờ ta sẽ write coi đột, thì cái hàm này nó không thử ghi bằng giá trị số nguyên được, nên ta sẽ đỡ hàm string lên và đỡ cái giá trị e vào, rồi cho nó chuyển giá trị e từ dạng số nguyên sang dạng ký tự chữ số. Rồi cái đấy cộng đây, đấy cộng xong rồi đỡ một khoảng đây, đỡ mấy nó đỡ dấu cách ở giữa hai số ấy, rồi cộng cho string vào đó. Perfect liền. Rồi nó in xong đúng không? Sau in xong ấy thì ta sẽ đóng lại cái file L này, chứ có làm gì được đâu. Trong close như lúc nãy, lưu lại và chạy. Đó chạy thì nó sẽ không có gì, bởi vì nó chạy ngầm mà, nó sẽ chạy ngầm và nó sẽ lấy giá trị từ toán khổ giống inner bờ này và chuyển sang toán khổ L này đáp án. Rồi đây nó sẽ không có kiểu hiện lên cái số hay gì ở dưới màn hình này đâu. Rồi đây sẽ qua toán khổ trong L được biết được. Và đấy, nó sẽ ra 22 với 14. 22 là số con gà, 14 là số con chó trong cái trang trại. Chúng ta có thể nhân lại được biết như là 22 nhân cho 2 là 44. 44 đúng không? Cộng cho 14 nhân 4 à, cho chó có 14 chân ấy, thì sẽ là bằng 56. 44 cộng 56 là sẽ bằng 100, đủ luôn số chân gà và tổng số chân gà, số chân chó luôn. Về xong rồi nha. Và có một cái lộ lưu ý nha, thì khi mà tạo ra cái vòng lặp ấy thì các bạn nên đỡ cái dấu hai chấm nha, chứ các bạn không cần phải kiểu làm như ngôn ngữ Pascal sơ thằng cộng hay gì đó kiểu ngặt rồi nha. Nên các bạn chỉ cần đỡ dấu hai chấm đấy thôi. Và bắt buộc mấy cái mà ở trong vòng lặp ấy nó phải thuộc L một cái nha. Các bạn muốn các bạn cắt rỡ gì đây, cắt cái cách lên cái hay là làm gì cho nhanh hơn, như là nhấn nút tab ấy là nó sẽ tự động thuộc L luôn, chờ không có chỉnh luôn. Nên là các bạn nhớ đấy, chứ nếu mà lỡ làm mà sàn dày ấy thì khi chạy ấy thì nó sẽ bị lỗi, bởi vì cái này nó máy nó không đó, nó thấy nó không thuộc L ấy, nó không có hiểu được. Hay nếu nó cắt lên một cái mà ở dưới đây nó không có cắt lên ấy, không công hàng à, khi chạy nó còn sẽ dễ lắm. Thì các bạn lên lưu ý nhé. Rồi chúng ta sẽ tới bài tiếp theo, đó chính là bài 3, bài tính tổng. Thì bài tính tổng này nó để có trong tin học chỉ cấp tỉnh ở Yên Bái năm 2020. Và đây, về bài này nó không cần phải có file gì đâu, mình chỉ đọc cái lơ. Thì viết chương trình nhập vào hai số nguyên là A và B, trong đó nó sẽ có điều kiện là A phải lớn hơn 0 và phải nhỏ hơn B. Và trước đó sẽ ra hai cái điều kiện câu hỏi ta không phải làm. Câu A, tìm về tính tổng các số nguyên tố của dãy số từ A đến B. Và câu B, rút ra màn hình các số chia hết trên 5 của dãy số từ A đến B. Ví dụ như là ta nhập A là bằng 6, B là bằng 22, thì kết vẽ tổng các số nguyên tố trong dãy từ 6 đến 22 là 67. Thì đi chạy ta sẽ có số nguyên tố là 7, rồi cộng 11, cộng 13, cộng 17, cộng 19 là bằng 67. Còn cái số chia hết cho 5 của dãy từ 6 đến 22 là trong cái điều kiện trong cái câu hỏi B ấy, thì ta sẽ ra 10, 15 và 20, như vậy thôi. Vì chúng ta sẽ làm nè. Thì trong bài này ấy, thì mình chỉ có sử dụng những cái hàm, những cái công thức toán hơi bị đặc biệt xíu như là cái bậc 2 ấy. Nên chúng ta sẽ thêm cái thư viện map này, from map import này.
như cái bài 1 thôi. Rồi tiếp theo, ta sẽ lấy dữ liệu từ A, lấy dữ liệu của A và B từ dữ liệu nhập từ người dùng. Rồi ta sẽ đặt A và B. A là bằng input rồi. Hãy nhập vào số nhân A. Nói chuyện gì à? Lầu thêm dấu cách nha. Kiểu khi chạy à. Đó, nó sẽ có dấu cách chỗ đó à. Cho nó giờ nhìn chứ. Được không? Có dấu cách thì nó hơi, nhìn nó hơi bị lẻ. Có ghi 15 à. Rồi xong. Là thì nhập A nha. Rồi tiếp theo là B rồi. Chúng ta cũng ghi như vậy thôi. Hãy nhập vào số nghiêng B. Rồi. Rồi tiếp theo ấy, chúng ta sẽ đỡ cái, chúng ta muốn thì chúng ta có thể đỡ đây trong hàm in luôn. Không, cái đây bắt buộc luôn ấy. Bởi vì chúng ta đang còn xử lý mà. Chúng ta phải có A với B là xuống nghiêng để có thể xử lý tính toán cái thứ chứ. Rồi. Tiếp theo chúng ta đặt trả lên cái biến tổng bằng 0. Chúng ta có thể thay đổi nó thành S luôn được. Nhưng mà thở mình cứ ghi biến nó tên là tổng đi. Còn S đây thì muốn chúng ta có thể làm như thế này nè. S là bằng gì? Cái này là chỉ lưu trữ những cái con số mà chứa cho năm. Vậy sau khi được chứa cho năm như là kiểu 10.15.20 vậy. Cho cứ đợi trong rộng thôi. Vì không có gì được thêm đâu. Rồi, vậy đây thì làm coi trước à. Đợi xíu nha. Chúng ta sẽ làm coi co bơ luôn trong một cái vòng lập. Chút tiên ấy, ta sẽ ghi for à. For a in range. Đó, từ A cho đến B cộng 1. Đấy đó, sẽ chạy từ giá trị A cho đến giá trị B cộng 1. Vậy thôi. Và trong đó ta sẽ thực hiện câu A là tính tiêm và tính tổng cái số nhân tố của dãy số từ A đến B ấy. Rồi ta muốn có một cái biến tổng ấy. Ta nhớ ghi 200 nha. Rồi, giờ ta sẽ ghi nếu. Ồ, mà chúng ta chưa có tạo. Mà giờ chúng ta đang còn tìm số nhân tố trước chứ. Kiểm tra nó số nhân tố trước. Nó là ấy, mình cứ ghi tạo if nhân tố. Nhân tố. Nhân tố là y à. Thì tổng cộng bằng y. Giờ các bạn, mình đoán là các bạn đã sẽ bắt là cái nhân tố này là cái gì ở đâu ra. Thì giờ chúng ta sẽ tạo ra cái hàm đó luôn. Ngay bây giờ luôn. Và thường là hàm, mấy cái khai báo hàm ra thì đợi trên cùng nha. Và ở dưới cái những cái lệnh là được khai báo thư viện à. Và ở trên cùng những cái lệnh còn lại. Vậy chúng ta ghi này. Đây. Chúng ta ghi nhiếp nha. Rồi. Chúng ta ghi nhân tố. Rồi ghi ít đi. Ví dụ vậy đi. Giờ thì chúng ta thêm cái điều kiện này. X bằng 1. Số nhân tố thì nếu cái ai chưa biết ấy. Thì số nhân tố là một số có kiểu sao ha. Có hai ước duy nhất. Là số 1 và chính nó. Nhưng mà nếu mà x là 1 ấy thì nó có một ước rồi. Nên là nó cũng không phải là số nhân tố cho lắm. Nên là ta chỉ thêm điều kiện này cho nhanh. Lời nó số 1 ấy. Đó, nó return false là không phải số nhân tố ấy. Trong này ta chỉ chạy với giá trị false với true nha. Vì cho nên vì nó có phải số nhân tố hay không. Thì tiếp theo ta chỉ tạo ra một cái vòng lặp. Để làm gì thì mình sẽ giải thích. Từ 2, số 2 nha. Cho đến in của separator của x cộng 1. Rồi đó. Cái này thì để làm gì? Thì số nhân tố của x ấy. Thì nếu mà theo mấy người ta nghiên cứu được ấy. Thì số nhân tố của x thâu hết tất cả số nhân tố của một số này đó. Như là x đây. Một gọi x đây. Thì nó sẽ luôn luôn nhỏ hơn hẹp bằng căn bậc 2 của x đó. Khi được làm tròn lại. Và cộng 1. Vậy đó. Còn số 2 đây ấy, là số bắt đầu ấy. Thay vì nó số 1 ấy thì số 1 này mình đã kiểm tra rồi. Giờ chúng ta bắt đầu số 2 thôi. Đơn giản không?
Rồi chứ. Rồi chứ. Bà ấy thay vì mình gửi cái hàm in server router x cộng 1 ấy thì ta có thể tạo ra một cái biến là điều kiện là bạn làm một copy đi được rồi. Vì sao á? Thì mỗi lần ấy nó chạy từ 2 tới đây. Vậy về thôi thôi không được. Cứ đợi vậy luôn đi. Nếu mà là file nó đang mới sử dụng. Đợi lần sau mình sẽ nói. Và tiếp theo ấy thì chạy nếu ấy x chia lấy dương cho y mà nó bằng coi nó bằng không ấy là cái nghĩa là số số y đấy x đấy mà nó chia hết cho y ấy, ví dụ y số 2 trở lên nào tự nhiên nó chia hết cho một số đấy rồi, nên là sẽ có một ước thứ ba, bởi vì số như tôi chỉ có hai ước thôi, là số 1 và chính nó mà định nó ra một số khác ngoài số 1 với chính nó. Và cái này bắt đầu từ số 2 chứ không phải số 1 nha. Tới cái bậc 2 thôi của số trên phần tiền thôi, nên nó ngoài là ngoài ngoài trừ ra số 1 với chính nó. Rồi là cái này ta sẽ không tính là số nguyên tố nên ta sẽ return false. Lâu khi chạy xong thì nó không có xảy ra lỗi gì ấy, thì ta return true vậy thôi. Kiểu như là kiểm tra mãi mà nó vẫn không có cái nào là chia hết đấy, là nó không có ước thứ ba nữa ấy, là ta chỉ return true vì cho việc đó là số nguyên tố. Bây giờ vậy thôi. Và giờ tới chỗ đây à, nguyên tố đã tác dụng rồi nha. Còn tổng cộng bằng ấy giấy thì như trong bài ấy tính tổng các số nguyên tố của dãy từ A đến B thì đó, như đó là số nguyên tố thì cộng luôn thôi. Cái cộng bằng đây, còn cái cộng bằng đây nó cũng y hệt như là tổng bằng tổng cộng y à. Cái đây y hệt luôn, do thường là làm cái này đỡ lỡ lười ghi là tổng cộng bằng y luôn cho nhanh. Rồi tiếp theo ấy thì ta tới câu bơ luôn, làm ngay luôn trong vòng lặp đây luôn, bởi vì nó chạy từ A đến B mà. Câu bơ thì nó cũng nói là xuất màn hình ra các số chia hết trên 5 của dãy số từ A đến B thì cũng là từ A đến B trong vòng lặp này thôi, nên ta tận dụng cái vòng lặp này để chạy về sử dụng để xuất ra hết đáp án của hai câu luôn. Chúng ta sẽ tạo thêm cái điều kiện à. Nếu mà y chia hết trên y chia lấy dưới cho 5 mà bằng bằng không thì ông bài đã nói à, xuất ra màn hình các số chia hết cho 5, chia hết cho 5 thì nó đương nhiên là nó chưa lấy dư, nó chỉ có không có dư thừa là dương nó sẽ ra không, nên là nếu mà y chỉ lấy dư cho 5 mày đó mày dư của nó thì nó là số 0 ấy thì suy ra nó chưa cho 5, nên suy ra đó ấy, thì ta sẽ thêm nó cho suốt nó mang màn hình nhưng không phải như bây giờ do cái lệnh print ấy nói rằng in xong một dòng ấy thì nó sẽ xuống dòng và in lại á, nên là đừng nên làm vậy. Còn nếu các bạn muốn các bạn có thể làm việc cũng được, nhưng mình chỉ sử dụng cái biến x này, biến s lúc nãy ấy. S đấy cái đây à, ngóng đúng không ạ, vì s đấy nó sẽ cộng bằng string của y, bởi đây là dạng string mà phải chuyển y từ dạng xuống như thành dạng string mới có thích ứng được. Đâu còn mà phải phải dấu space này đó, thì vì sao á, thì string cộng bằng này ấy có nghĩa nó đang nói á, nó nói lại cái việc là string y cộng cho phải dấu cách này thì kiểu như là 10, 15, 20 ấy thì y này nó chỉ là 10, 15, 20 là cộng đây thì anh 10 phẩy là mấy phân lập sau nếu có ấy, thì chỉ là 25 phẩy, nó sẽ cắn lại thành 10 phẩy 15 phẩy như vậy tạo thành một dòng luôn, trong đó là ta in lâu ít luôn cho nó tiền. Dịch tới đồ in nè, đồ này nó chuẩn bị nha, thì ta sẽ in ra coi in ra gì á, đầu tiên là in ra đây mình chỉ coi nha, tổng các số nguyên tố trong dãy số từ khỏi chỗ từ a coi từ a đến b là đây a đến b là 2 chấm rồi mình ghi số đó. Mà các bạn có biết đây chưa, không biết đâu,
Mình cũng có hướng dẫn trong mấy cái video trước lập trình trong dạng string thôi. Thì đổi chữ F ở trước đây thì nó sẽ format định dạng cái kiểu là khi mình đổi nhạc nhỏ này à, thì nó sẽ từ máy tính nó sẽ tự động biết và nó sẽ tự động chuyển cái tên tên biến ở cho trong nhạc nhỏ này thành giá trị của tên biến đó. Thì đơn ghi tổng rồi xong rồi tiếp theo mình ghi nữa à, xuống dòng mà ghi tiếp F à, mình ghi là các số chia hết cho 5 của dãy số từ A đến B là hai chấm à, rồi mình đỡ nhỏ nhỏ mình ghi là S đó, S là cái dòng lúc nãy không ạ, được chạy thử nha. Đây thấy không, thầy nhập về số như A, mình chỉ ghi kiểu sao nha, A bằng 6 đi, B bằng 22 đi, đó thấy không, tổng từ A đến B là 67 á. Thì nếu lúc nãy mình nói như cái ví dụ lúc nãy ấy, thì ta dựa nó ghi rồi, thì trong từ 6 đến 2 ta có là 7 cộng 11 cộng 13 cộng 17 cộng 19 bằng 67, còn cái số chia hết à 10 15 20 luôn à. Ồ, mà các bạn thấy thắc mắc ấy, nếu mà muốn bỏ cái phần 7 cộng ấy, phải cách ấy. Lý do sẽ nó có ấy, thì do cái này à. Sau khi về tới rồi 20 ấy thì nó vẫn có dấu phẩy banh này. Nên nếu các bạn muốn ấy thì các bạn có thể ghi S này đúng không? Các bạn đỡ thêm cái dấu nhạc vuông, rồi các bạn ghi hai chấm ở rồi lên S trừ 2 chạy đi. Chạy đi, mình ghi là 622 đi. Đó, là nó biến mất. Thì vì sao á? Thì nếu mà học vừa kiểu index ấy, các dạng index ấy trong trong string ấy, thì string nó cũng như là một cái dạng giấy ấy, như là, cũng như là một dạng danh sách, như là nó sẽ lưu dưới dạng từng cái index là từng ký tự của nó. Nơi đây là mình có thể sử dụng index này để in ra nó như là số 0 à, để nó sẽ in chữ số đầu tiên, như bên đâu là 20 số 1 đây đúng không, 10 à, in chữ số đầu tiên sẽ số 1, nhưng mình ghi là 622 đó là số 1 ấy, còn số còn mình ghi in ra cái từ thứ hai ấy thì nó chỉ là số 0 là 1 là 0 là 10 ấy rồi vân vân. Còn cái hai chấm này ấy để nó sẽ chạy hết không ạ, đây chạy thử để nó sẽ in lên hết nhau luôn ha, đó kiểu vậy, kiểu đây là hai chấm này mình có thể ghi 2 đến 5 thì nó sẽ in lên cái số 2 này sẽ là ký tự giờ gì đã vị trí đầu, vị trí index đầu của đây, vị trí index cuối, nó sẽ in lên kéo cái chạy xong ký tự từ ký vị trí thứ ba cho đến vị trí thứ sáu chạy thử nha, gì ra quên mất rồi, 622 đó nó phải vào một mà là đúng không ạ, rồi hoặc là mình có thể ghi số 2 là mình cuối này và sẽ bỏ mất số 10 đi, bắt đầu từ số 2 kết thúc rồi chạy thử nha, 622 đó bỏ mất số 10 à, còn cái này đương nhiên cũng vậy, như là không hai chấm hai không cái đây khỏi là mình ghi hai đây là in số 10 thôi, nên nếu mà bỏ chấm ấy nó sẽ đưa tương đương là số 0, còn chỗ đây bỏ chấm ấy là tương đương là số cuối cùng kỳ vậy thôi, 19 số cuối cùng đã in là số 10 rồi thấy không, giờ lúc này mình ghi hai chấm là len ấy đây của S đấy, nó là độ dài á, tổng độ dài các ký tự của nó như là chữ hello ấy, thì hello có 5 ký tự là h i l l o, nó là cái len s này nó chỉ in ra số 5 kiểu dễ là thôi len s như vậy, khi mà in ra ấy thì khi chạy vô ấy thì nó vẫn bình thường, bởi vì nếu mà xóa mất cái này nó cũng sẽ mặc định là độ tổng độ dài của ký tự đó là vị trí cuối cùng đây 622 cũng vậy thôi, giờ mình lấy đó mình chỉ cần trừ 22 thôi đây boom đây rồi 622 đó mất đi cái phẩy dấu phẩy với dấu cách và nó cũng là hai ký tự, mình lấy nó chia cho hai là cái index nó sẽ bị chuyển xuống, nó sẽ bị giảm xuống hai cái này, nó sẽ ở chỗ bên phải nhắm bên phải số 0 này
Đó là hai kia nó sẽ không được in ra thôi, đơn giản vậy. Còn các bạn có thể ghi là hai chấm hoặc trừ hai, gì nhỉ, 6 2 2, đó cũng vậy thôi. Nó cũng mặc định là tổng độ dài, như vậy nó sẽ trừ đi 2 là xong. Rồi vậy là video đến đây cũng kết thúc rồi. Thì chúng ta để giải được hai cái bài này, thứ nhất là bài 2 từ bài toán cổ của Bắc coi ở Bắc Yên lột Bắc Giang chưa năm 2020, và bài 3 tính tổng của Yên Bái năm 2020. Bây giờ nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn có thể nhấn like và subscribe kênh mình để mình có thêm động lực để làm tiếp nha. Và những video nào thì mình sẽ làm thêm vào bài 4, bài 5 là hai bài cuối cùng trong cái dạng số, hai bài cuối cùng và ví dụ trong bài số học này là bài số mạnh mỹ ở Hải Dương năm 2020 và bỏ chính phương cái bài trên độc chỉ loại quốc gia năm 2020 nha. Và xin chào các bạn và tạm biệt. Bye bye.